Phú Quốc ấy, cái câu chuyện mà em bảo là em lên Thái Nguyên em tìm người, anh nói này, đến đại ca anh của em ấy là Huấn Hồng ấy, nên Thái Nguyên còn đi đa khoa chỉnh hình, hiểu chưa, đi bệnh viện. Em cửa gì mà em vào lên Thái Nguyên em lấy số hả? À, thôi giúp ở trong cái chuồng này giúp, hiểu chưa? Em nói ai nè, đứng trước mặt em có dám nói không? Chẳng qua là ở xa đứng trước mặt em không dám nói. Em là cái gì? Em chỉ có cái vẹo gì ở cái xã hội này hả? Em tin anh cho người vào tận nhà em gọi em ra cho em ngắm vào chân người ta à? Tuổi gì cóc con câu này rẻ tiền. No mà trông nhà cho ông Bảo 369 đi nhá. Ông Bảo phải nói là đẳng cấp, chọn là một con chó trung thành, giống Phú Quốc nó trung thành. Trung thành giữ nhà tốt.